Đồ gớm vô mang. Nè cậu, sao lại nổi giận vậy? Không có giống cậu chút nào. Thô lỗ với em bơ nữa chứ. Không biết sao còn hỏi. Bây giờ tôi không thể đến văn phòng hay là ra công trường được. Tôi cảm thấy bất an quá đi. Sao vậy? Anh muốn quay xe đúng không? Chủ tịch nói cái gì vậy? Bây giờ tôi hoàn toàn về phe của ông mà. Vì anh đâm sau lưng chị gái một nhát cho nên bây giờ anh không thể quay đầu lại được đâu. Nếu như mọi chuyện diễn ra như chủ tịch nói thì đã không có chuyện rồi. Nhưng mà ông sẽ không bao giờ đoán trước được tương lai. Hay là chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch B có được không? Không biết là chủ tịch đó có sẵn đối sách gì hay chưa ha? Anh đừng có lo lắng mấy chuyện vô tích sự nữa mà lo chuẩn bị khắc bản tên mới đi. Sa cừ đẹp hơn ha? Hay là pha lê đẹp hơn này? Chọn cái nào lấp lánh hơn á. Còn cháu trai của anh có khỏe không vậy? Trời ơi, dạo này ha, nó bận tập trị liệu ở bệnh viện. Tôi biết tính của chị không tin tưởng trị liệu ở Mỹ. Chị đã bắt họ kiểm tra lại toàn bộ, hình như là cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng mà chị vẫn bắt nó tập vật lý trị liệu rồi hồi phục nữa. Còn tôi hiện giờ đang lo là đứa cháu trai đó của anh sẽ cản trở kế hoạch đưa anh lên làm tổng giám đốc của công ty Chinh Hoa lần này đó. Ơi, giờ nó không có tâm trí gì đâu. Ngược lại chị ấy tập trung nhiều vào việc đưa đứa con trai thứ hơn là đứa con trai lớn á. Cậu đi du học về đúng không? Dạ, nhưng mà cái thằng nhóc ấy cũng có quan tâm gì tới công ty đâu. Suốt ngày nó chỉ biết bay bổng theo nghệ thuật thôi à. Chúng ta sẽ trưng bày nó như vậy ha. Ừ. Chào anh chị. Em về hả? Em tự lựa theo ý mình đó. Nhưng mà không biết có vừa ý chị hay không nữa. Chị giao hết cho em à. Ăn cơm rồi về. Không đâu, hôm nay tụi em sẽ đi hẹn hò với nhau đó. Hai đứa đang quen nhau sao? Vậy là đúng rồi, rất là đẹp đôi. Hôm nay thì tụi em sẽ đi riêng, nhưng mà lần tới hẹn hò cặp đi ha. Lần trước ngủ rượu vang với nhau vui quá trời. Em nhớ nói Hoàng mua thật nhiều đồ ngon đó nha. Vậy tụi em đi đây. Gì thì em sẽ nấu đó. À đừng, anh không đói. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Bụng đói thì không nên ngủ, ăn chút cơm đã. Em biết đi bệnh viện về là không ăn mà. Cậu từng thích chị Dê Chi hả? Không phải, tới bây giờ vẫn còn thích mới đúng. Vậy là mối tình đầu của cậu lại đi cưới anh trai của cậu còn gì. Và cậu cũng đau khổ khi anh trai mất tích. Mình hiểu hết mọi chuyện rồi. Đừng vội kết luận, không phải đâu. Vậy thì sao chứ? Con người mà, có thể như vậy. Anh trai về rồi nên không thể có chuyện đó được nữa. Bây giờ cậu chỉ cần cắt đứt là được. Có gì nặng nề phức tạp đâu chứ. Người Hàn Quốc cần bớt nặng nề về chuyện gia đình hơn nữa đi. Dù gia đình có là quan trọng thiệt đó, nhưng mà bản thân vẫn là quan trọng nhất. Đừng có stress nữa, sống thoải mái lên đi. Mình thay cho cậu chuyện lợi dụng mình trước mặt hai anh chị đó. Không phải lợi dụng. Mình không thể hứa sẽ làm cậu hạnh phúc, cũng không thể nói lời yêu. Hiện tại chưa thể, nhưng mà mình sẽ cố gắng mà.
đây là lời tỏ tình đúng không hả? Mình muốn là bạn trai cậu. Nè, ai lại đi tỏ tình giữa đường như vậy chứ? Không được nuốt lời nha, không được quỷ. Ngày mai gặp lại thì không được làm như không có chuyện gì đó. Mình biết rồi. Vậy thì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên đúng không hả? Cậu là của mình rồi. Sao phải về Hàn Quốc hả? Không phải dân du học mà chính là Hằng Kiều. Không hiểu sao cô ta lại nỡ bỏ cha mẹ ở bên đó mà về đây vậy hả? Có việc thì mới về chứ phải làm việc mà. Cậu ngốc quá. Không phải về vì công việc đâu. Về tớm hoang mà. Amber thích hoang hả? Cậu không nhìn thấy hả? Không biết thiệt mà. Tưởng mình là người mẫu chắc. Đi là lại lắc không như vậy. Lúc cười còn dí sát mặt nhau nữa chứ. Ôi. Quá rồi đó. Đừng có làm cho mình sốc nha. Kỳ cục à. Nè, cậu chưa hôn con gái bao giờ đúng không? Sao hỏi mình chuyện đó, chuyện riêng tư mà. Riêng cái gì mà riêng? Riêng tư gì chứ? Sẽ đừng hỏi nữa. Dạo này cậu làm nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi ghê luôn á. Tại nhìn thấy cậu già mà còn ế nữa nên mình nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Nói vậy thôi chứ mình không thích cậu nên không hy sinh cuộc đời mình được ha. Bánh bao à? Chị à. Gặp em vui quá. Bánh bao dễ thương quá đi. Chị ngồi xuống đi. Được rồi, cảm ơn em nha. Gì đây, hình như Daun say mất rồi. Cậu gọi mình lên Seoul uống rượu là gì đây hả? Chị ơi, chị uống gì? Để em gọi đĩa đồ nhắm khác nha. Hôm nay chị sẽ đãi cho. Thật hả? Chờ đã. Giờ sao đây? Có salad ở đây rồi. Gọi thêm sandwich Cuba đi. Hamburger. Được rồi. Chờ một chút. Em vào đi. Anh uống cái này đi. Em có đọc sách và tìm hiểu thêm nhiều video thử rồi. Người ta nói đau đớn làm tính cách thay đổi, vì không ai biết được nó đau đớn ra sao, chỉ có bản thân mình trải qua điều đó thôi. Nhưng mà tuy là em không biết anh đau đớn ra sao, nhưng mà anh cũng biết là em cũng cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh như vậy. Người bệnh thì thường ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình thôi. Điều anh không muốn để cho em thấy không phải là tình trạng này, mà là con người do anh đau đớn biến thành. Anh biết gì không? Mỗi lần nhìn thấy anh tức giận thì em đều cảm thấy biết ơn đó. So với không có anh ở bên em thì vậy vẫn còn tốt hơn.